không sợ. Đó, tại vì người ta tin ở nhân quả rồi, ta tin ở nghiệp báo rồi. Khi mà quả báo tới, chết thì phải chết thôi, chứ không có cách nào khác hết, cho nên không sợ. Tức là vẫn bình tĩnh và vẫn sáng suốt. Tại biết cái khi nào mình chết thì mình chết. Tại khi mà mạng chung rồi, hết rồi, chết rồi, thì bây giờ nó không cách nào sống được hết. Thành ra có chi mà phải sợ. Cho nên chết người ta cũng không sợ. Thành ra không sợ, không lo, không giận, không buồn. Tại lo cần gì để lo? Tại mọi việc mình đã thấy được rồi, cho nên cái người này đã thấy đạo, đã hiểu đạo, cho nên không khỏi cần lo. Tại chuyện gì tới nó tới. Thành ra cái trường hợp đó, năm 1975 có một số mấy thầy ấy, nói với thầy nó chết tới nơi mà thầy không lo hả? Thầy nó có lo cũng chết phải không? Đã chết tới nơi rồi mà có lo thì cũng chết chứ, thì lo làm chi? Bây giờ nếu mà có lo thì tôi lo niệm Phật để vãng sanh đi. Đấy, lo chết tức là lo tu, lo chết là lo tìm cách đi về Phật phải không? Tại chết tới nơi rồi thì phải bằng mọi cách về Phật. Mà bằng mọi cách về Phật thì sao? Cái việc đó tâm trí lắng yên như vào thiền định, cái này bắt buộc. Nhưng mà lo cái là đọa rồi. Thành ra tất cả các Phật tử tu cả đời mình ấy, nhưng mà tới khi chết tới nơi rồi sợ quá, lo quá, biết không? Như vậy là đọa. Cái công tu mình coi như mất hết. Tu cả đời mình ấy, để được có một cái là tâm trí lắng yên trước cái chết, trước cái khổ, trước cái khó khăn, trước bất cứ cái gì xảy ra, tâm mình vẫn thanh thản. Từ cái chỗ thanh thản đó mình mới có cái sáng suốt và từ mình tháo gỡ. Đây là ở trên bước đường tu. Thành ra chết mình cũng có con đường đi, mà sống mình cũng có con đường gỡ, phải không? Đây là trên bước đường tu. Đấy. Cho nên cái người nào đó mà có cái trạng thái tâm lý như thế, có một cuộc sống như thế thì ta cúi đầu. Đây là cái hàng tam hiền này. Cái bậc hiền thứ nhất đó, là nói như thế đó. Mặc dù họ không giúp gì được cho mình hết, nhưng mà ít nhất họ cũng đã bước chân được một chân vào trong cái cửa đạo rồi, cửa thánh rồi. Cho nên mình có thể gần gũi, có thể làm bạn, có thể tu hành. Còn những người nào mà đủ thứ chuyện ở trên cuộc đời này hết thì tất cả các Phật tử chúng ta nên tránh. Đó chúng ta gọi đó là những người mà nhiều chuyện. Những người đó chỉ gây cái phiền não cho chúng ta mà thôi. Cho nên nói qua nói lại thì lại mất lòng, rồi từ cái chỗ đó phiền não phát sinh ra, cho nên không làm. Thì đó là cái hạng thứ nhất. Cái hạng thứ hai, hạng thứ ba đó là cái trường hợp đó. Đây là hạng hiền, nhưng mà họ có một cái năng lực khác, nó đặc biệt hơn một chút. Cái chỗ này đó, tất cả các Phật tử thầy dặn là khi mà mình nhìn thấy họ, mình nghe họ nói, tâm mình được an lạc, được giải thoát đó, và mình làm theo đó, mình thấy kết quả tốt, thì cái trường hợp này đó, mình nên theo. Cho nên cái chỗ này người ta gọi là hiền. Hạng bậc hiền này đó là mình quy mạng. Thành ra cái hiền của Thinh Văn và cái hiền của Bồ Tát đó, thì khác. Cái hiền của Bồ Tát đó, thì cái trường hợp này đó, chẳng những họ đạt được như thế mà họ còn có thể giúp đỡ cho mình nữa. Họ có thể giúp đỡ cho mình, họ có thể giải thoát thế cho mình. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật gọi là cái người đi xe trâu. Xe trâu là ví cho Bồ Tát. Cái người đi xe nai, xe dê đó, thì họ đi mình thôi. Thành họ được giải thoát, họ tự đi. Cho nên mình đi theo họ. Mình học theo họ, mình đi theo họ, mình cũng được giải thoát. Nhưng mà cái hạng người Bồ Tát này là cái hạng mà đi xe trâu đây, phải không? Cho nên họ có khả năng dìu dắt mình. Họ có khả năng chuyên chở mình. Cho nên mình đi theo họ, mình được an lạc, mình được giải thoát, mình không lo. Tại vì họ là cái người mà có phước báo. Cho nên Bồ Tát là có phước báo. Tức là có phước báo rồi, cho nên mình theo họ, mình gần gũi, mình hợp tác, mình tu hành, thì cái cuộc sống mình nó phải tốt hơn. Đây là cái hạng Bồ Tát. Hạng Bồ Tát họ có thể là ban phước cho mình, có thể là che chở cho mình. Cho nên mình mới được những cái điều mà gọi là bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị tức là
mình tu rồi nữa, mình được cái này, mình được cái kia mà bình thường mình không có thể có được. Cho nên đây là cái hàng giải thoát tăng. Cái hàng giải thoát tăng tức là đã được giải thoát rồi, cái người này đã đi vào vòng thánh rồi, mà mình đi theo họ đó, mình bảo đảm là mình không bị đọa. Nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ. Đối với tất cả các cái vị này nữa, mình cúi đầu, mình xin họ dìu dắt mình, họ giúp đỡ mình, họ làm bạn với mình để cùng đi ra khỏi cái đường sanh tử này. Đó là cái câu thứ nhất mà ta gọi là quy y. Cho nên trên cái bước đường tu hành của mình ấy, cái quy y đó là mình đặt cái trường hợp trọng tâm của nó vào chỗ đó. Tức là Đức Phật gọi là mình làm bạn với hiền thánh. Thì các hàng này, cái hàng tam thừa tứ quả này là những cái người mà tốt ở trên cuộc đời này. Cho nên Đức Phật nhắc nhở cho chúng ta là nếu không phải là hiền thì chúng ta không làm bạn. Nên Thầy đi tu đó là dứt khoát những người nhiều chuyện Thầy tránh xa. Cái này không phải là hiền mà chỉ gây rắc rối thêm thôi, không? Cho nên mình tránh. Người nào hiền thực, người nào tốt thực thì mình làm bạn, nhờ họ dìu dắt mình, nhờ hợp tác với mình, gọi là có qua có lại với nhau. Khi họ nhờ mình, khi mình nhờ họ, không phải là lợi dụng nhau trong trên bước đường tu. Đó là cái câu thứ nhất á, mà mình phát nguyện khi mình vô chùa rồi đó. Cái bài sám quy mạng là bốn cái câu đầu đó, đây người ta gọi là quy y. Qua bốn cái câu kế này: đệ tử chúng đẳng tự di chân tánh uổng nhập mê lưu, tùy sanh tử như phiêu trầm, trục sắc thanh như tham nhiễm. Đây là cái trường hợp. Bốn cái câu kế này là nói về thân phận của mình. Tại sao mình nói như vậy? Là tại vì mình gặp các cái vị mà Bồ Tát Tăng, Thanh Văn Tăng này đó, họ được giải thoát. Cho nên mình nhìn thấy cái giải thoát của họ đó, mà mình nghĩ lại thân phận của mình, phải không? Mình thấy hai cái này khác nhau đó. Cho nên mình thấy cái thân phận, thấy cái hoàn cảnh của họ mà mình tự nghĩ tới cái thân phận của mình. Cho nên tất cả các cái Phật tử mà thường tới đây đó, thì có thấy một ông Hòa Thượng Nhật mà cứ thỉnh thoảng ông qua ông thăm Thầy. Ông Hòa Thượng Nhật đó nha. Cho nên tại sao ông qua ông thăm? Tại ngày xưa Thầy đi học ở bên Nhật đó, ông là bạn mà lúc đó là Thầy vẫn là một học trò khó, tức là nghèo. Tại mình đi học thì mình phải nghèo thôi. Cho nên hãy khi nào nghỉ đó, là Thầy tới chùa ông ấy, Thầy công quả. Cho nên Thầy quét lá, Thầy lao chùa, lao tượng Phật, làm hết tất cả cái công việc này xong rồi đó, thì mình tụng kinh lại Phật rồi về. Đây là ông biết Thầy đó, coi như là từ năm 1965 tới bây giờ. Mà Thầy thường hay làm chuyện này. Rồi cái khi mà Thầy về nước rồi, tức là anh em không có gặp nhau nữa, phải không? Rồi cái khi đó, ông ở bên đó, ông mắc cái bệnh ngặt nghèo, tức là bị ung thư. Ông bị ung thư tuyến tụy. Cho nên ông nghĩ rằng ông sẽ chết. Ông sẽ chết, cho nên tự trong lúc đó sao lại ông nghĩ tới Thầy là cái người bạn. Mà ông muốn tìm tới ông thăm Thầy, để rằng ông nhờ Thầy một số các cái việc cho ông. Đây là bạn. Cho nên ông tới qua đây, ông tìm, ông gặp Thầy rồi. Ông có một cái ấn con dấu bằng vàng, ông mới đưa cho Thầy. Ông mới nói là cái trường hợp này tôi giao cái này cho Thầy, mà nếu tôi chết thì nữa Thầy qua bên Nhật, Thầy lãnh hết cái số tiền của tôi đó, Thầy làm Phật sự giùm tôi. Đấy, ông Hòa Thượng đó là như vậy. Tại vì tôi không tin ai hết, mà bây giờ tôi nghĩ tới Thầy mà tôi tin Thầy, Thầy làm đó, đưa con dấu cho Thầy. Ông nói thêm một câu đó, ông nói là ở Việt Nam ấy, lúc đó coi như mà 20 năm về trước ấy, là mình còn nghèo lắm. Ông hỏi Thầy ấy, làm báo giác ngộ Thầy lương tháng được nhiêu,
Thầy nói được 50 đô la, phải không? Tháng lương được 50 đô la. Anh ở đây thầy một tháng 50 đô la, còn ông bên đó một tháng ông 5.000 đô la, thì các Phật tử nghĩ nó lên gấp 100 lần của mình. Đúng không? Nhưng mà sao ông cảm thấy, ông thấy thầy như là ung dung tự tại. Còn ông thì được nhiều tiền, nhưng mà ở trong ruột cứ rối bời, khổ sở. Cứ nghĩ là mình chết rồi, không biết cái tiền này nó đi về đâu, nó làm cái gì đây. Đấy là cái trường hợp đó. Cho nên cái trường hợp đó, cái tâm trạng đau khổ và cái tâm trạng an lạc. Cái tâm trạng an lạc là cái tâm trạng của Phật. Cái tâm trạng đau khổ là cái tâm trạng của ma. Thành ra tất cả các Phật tử tu hành nên nhớ. Cho nên ta gần gũi những cái người mà tâm an lạc thì ta cảm thấy mình được an. Còn ta gần gũi những cái tâm người đó mà rối đó thì làm cho ta rối thêm. Cho nên họ cũng có cái việc buồn của họ, mình có việc buồn của mình. Cho nên hai người này gặp nhau nữa thì cái nỗi buồn này được nhân đôi, phải không? Tức là mình nhận được thêm cái buồn của người bạn, và mình cũng trao cho bạn mình cái nỗi buồn của mình. Cho nên thay vì mỗi một người có một phần, bây giờ mỗi người được hai phần, cho nên thành bốn phần. Rồi bốn phần phiền não này đó, mình đem mình mới chia. Mà mình có 10 người bạn phiền não đó, thì 10 nhân cho 10 lên nó thành bao nhiêu? 100. Cho nên chỗ này Kinh Hoa Nghiêm gọi là trùng trùng duyên khởi. Vì vậy đó mà mình tránh. Bây giờ nhìn thấy một cái người bạn mà họ an lạc, cái tâm họ an lạc, cái người bạn mà tâm an lạc này nói ở đâu? Tức là ở trong cái tam thừa tứ quả này, cái người mà mình quy mạng đây, mình cúi đầu mình lại đây nè, rồi mình mới nghĩ lại thân phận mình, sao họ cũng như mình, hay là thậm chí họ hơn mình, họ thua mình nữa. Ông tháng 5.000 đô la, thầy tháng 50 đô la, mà tại sao là thầy an lạc còn ông là khổ? Ông thấy chứ, ông nhận ra được cái chỗ này. Thầy ở trong cái nước nghèo khổ như thế này mà thầy vẫn an. Ông ở trong cái nước mà giàu có nhất nhì thế giới mà tại sao ông khổ? Cái hoàn cảnh thì ông hơn thầy nhiều, nhưng mà cái tâm trạng thì thầy hơn ông. Cho nên ông quý trọng ông theo thầy. Thầy ông mới tự nhớ trở lại. Nhớ sao? 50 năm trước mình là bạn của nhau, cùng là học sinh hết, cùng là học sinh hết. Nhưng mà thầy đi theo cái con đường của thầy, ông đi theo con đường của ông. Cho nên thầy hiện giờ được an lạc, được giải thoát. Còn ông ta nữa thì lại khổ sở như vậy. Cho nên gì? Tức là tự di chân tánh, tức là bỏ cái chân tánh, chân tâm của mình đi, tức là bỏ cái đạo của mình đi, mà mình lăn xả vào trong cuộc đời, mình chạy theo cuộc đời. Rồi nó bị cuộc đời nó mới dùi dập mình đủ cách hết. Cho nên bây giờ trong bụng mình đầy một bụng phiền não, đầy một bụng trần lao nghiệp chướng này nè. Mới ban đầu thì ông hơn thầy, nhưng mà sao bây giờ ông thấy ông khổ quá đi. Còn trường hợp thầy gần như là được an lạc. Ông nghĩ là thầy ở đây thầy sẽ khổ hơn ông bao nhiêu lần. Đó là cái trường hợp ông nghĩ. Nhưng mà ông thấy nó khác nhau. Cho nên chỗ này tự di chân tánh uổng nhập mê lưu là chỗ này. Tại vì mình gốc là đạo Phật. Gốc là đạo Phật. Ông cha của ông, tổ tiên của ông là theo đạo Phật. Nhưng mà bị gì? Sau này anh em của ông là đều học giỏi hết. Anh học giỏi hết. Ông có một cái người anh mà người anh thầy rất là quý trọng. Là cái người mà đầu tiên thiết kế cái đập Đa Nhiêm cho mình. Đây các Phật tử có biết đập Đa Nhiêm không? Đập Đa Nhiêm là cái đập đầu tiên thủy điện của Việt Nam. Là ông này thiết kế đó. Ông Saito tức là anh ruột của cái ông này. Thiết kế cái đập. Cho nên cái gia đình này tương đối là giàu có. Thì cái trường hợp đó, trong một cái hoàn cảnh như thế, nhưng mà rồi đó, tu hành nó có khác, còn chạy theo cái này khác. Thế nên khi mà chạy theo cái này đó, thì các Phật tử ở ngoài đời thì chắc biết cái này rõ hơn thầy rồi. Thường thường đó, giàu đó rồi nghèo đó, phải không? Quan quyền đó rồi tù tội đó,
tất cả những cái này nó thay đổi không? Cho nên gọi là uổng nhập mê lưu, tức là bỏ cái tánh sáng suốt của mình đi, bỏ Đức Phật đi, mà mình chạy theo ác ma, mình đi vào trong cái con đường tà, vào con đường tà, vào con đường hơn thua phải trái với cuộc đời, cho nên tới cuối cùng bị cuộc đời nó dùi dập mình. Cho nên cuộc đời nó dùi dập mình thì tới cuối cùng đó là thân bệnh tâm buồn phiền đau khổ. Cái này rất là, đây là cái kết quả của nhiều năm mà mình lăn lộn trên cuộc đời này, thì cái kết quả nó là như thế đó. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà người ta giác ngộ rồi, người ta hiểu rồi đó, thì người ta thấy gì? Tu là cội phúc, phải không? Các Phật tử có nghĩ vậy không? Tu là cội phúc. Còn tất cả cái chuyện đời đó là quan trái quan nghiệp hết. Dù có làm thủ tướng, có làm chủ tịch đi nữa đó, cũng lại là quan quan trái. Đấy. Đó là cái điều mà quan trọng. Cho nên ta thấy nhiều ông tổng thống ở trên thế giới này nữa. Cái hồi mà oai dũng á, thì cũng không ai bằng. Nhưng mà cái hồi chết á, thì mình thấy khổ sở. Cho nên gần đây nhất là các vị thấy đó, là mấy ông tổng thống ở bên Trung Đông. Từ ở bên Libya, từ bên các cái vị tổng thống đó, thầy thấy bị đem ra xử hết luôn. Đây là tội. Cho nên cuộc đời đó, nó là như thế đó. Chạy theo rồi nó có nhiều tiền của. Thế nên đâu ai mà có tiền nhiều như ông Gaddafi đâu. Ông tổng thống Gaddafi là ông này là phải nói là giàu có. Thế nên có nhiều người họ nói với thầy, họ nói ông Gaddafi nếu hồi đó nữa mà ông thôi đừng làm tổng thống nữa, ông ra nước ngoài ông ở đi, cái tài sản ông ăn mấy đời cũng hết. Mà ông ráng ông giữ cái chức tổng thống mà ông rồi cuối cùng cũng chết, rồi vợ con cũng chết, tất cả chết hết, tiền của mất hết, phải không? Thầy mới nói này, tại vì cái nghiệp, cái nghiệp cho nên nó làm cho mình mờ ám đi, mình không thể quyết định khác hơn được. Đây là sự thật. Nên hồi đó đó, thầy có một cái người bạn mà anh ta đó, hồi lúc là anh là thiếu tá của hải quân của chế độ cũ, phải không? Thì trong cái lúc đó đó, anh làm thuyền trưởng, cho nên anh lái một chiếc tàu đi qua tới bên đảo Guam rồi. Nhưng mà sao anh không biết, nó khiến cái gì đó, anh đưa tàu trở về đây để trình diện. Để đi cải tạo. Anh cải tạo ra rồi anh tới anh thăm thầy nữa, anh mới kể chuyện thầy nghe. Thầy nói cái đó là nghiệp đó. Cái đó là nghiệp. Cho nên cái nghiệp mình không chạy thoát được. Tức là nó khiến trong cái lúc đó mình không muốn đi nữa, mình muốn về. Đi về để ở tù, đi về để trả cái nghiệp này. Cho nên tất cả các Phật tử, cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta nói, tạo nghiệp thì cái trường hợp này là phải trả. Nghiệp quả sở khiên thành năng đào thị, tức là không chạy được. Tự nhiên nó khiến như vậy, phải không? Nó khiến như vậy đó, để mà mình chịu cái đó, ở lại để mình chịu. Đó thì thầy nói tất cả những cái người này đó, cái lúc đó không có sáng suốt nữa, gọi là mê lưu, đi vào trong con đường tà rồi. Thì từ cái sai lầm này tới cái sai lầm khác, từ cái tội lỗi này dẫn tới tội lỗi khác, cho tới cuối cùng ngập đầu. Tội lỗi ngập đầu rồi đó, thì chỉ còn có địa ngục thôi. Cho nên mê lưu khổ hải, rớt vào trong cái biển mê rồi. Thành ra không có biết cái đường nào mà ra hết đó. Thâm nịch tà đồ. Thì lúc bây giờ đó, người họ bày cách này, họ xúi cách kia, đủ cách hết đó, cho nên rối bời, không biết cái cách nào thoát, để tới cuối cùng mình thọ cái quả báo. Đấy. Trước ngã đam nhân, tức là phân biệt mình, người, cứ uống thố trực. Đôi khi đó, là mình uống công, tức là uống công cái điều phải, mình cho là trái mà mình lấy cái trái làm phải. Lị sanh nghiệp chướng nhất thiết khiên vô. Cho nên đã tạo bao nhiêu cái tội lỗi rồi đó. Bao nhiêu tội lỗi rồi, bây giờ cái quả báo nó đã tới, cho nên nhất định là phải khổ thôi. Cho nên ngưỡng tam bảo như từ bi, lịch nhất tâm như sám hối. Bây giờ đó, mình mới cúi đầu xuống, mình xin chư Phật, chư Bồ Tát,
chư hiền thánh tăng mở rộng tấm lòng từ bi ra để cho mình hết lòng mình xin sám hối. Cái này là tất cả các Phật tử chúng ta cứ nửa tháng đi về chùa sám hối một lần nữa, tức là lại hồng danh nữa, là cái nghĩa này. Cho nên mình lại hồng danh có nghĩa là mình lại Phật, mình xin Phật, mình xin Bồ Tát đó cho mình sám hối, cho mình nhất tâm mình sám hối cái này cho nó hết tội. Đó là cái bài sám quy mạng. Thì thầy xin ngừng đây rồi tuần sau thầy giảng tiếp. Nên hồi đó, thầy có một cái người bạn mà anh ta đó, hồi lúc là anh là thiếu tá của hải quân của chế độ cũ. Thì trong cái lúc đó, anh làm thuyền trưởng cho nên anh lái một chiếc tàu đi qua tới bên đảo Guam rồi. Nhưng mà sao anh không biết, nó khiến cái gì đó, anh đưa tàu trở về đây để trình diện. Để đi cải tạo. Anh cải tạo ra rồi anh tới anh thăm thầy nữa, anh mới kể chuyện thầy nghe. Thầy nói cái đó là nghiệp đó. Cái đó là nghiệp. Cho nên cái nghiệp mình không chạy thoát được. Tức là nó khiến trong cái lúc đó mình không muốn đi nữa, mình muốn về. Đi về để ở tù, đi về để trả cái nghiệp này. Cho nên tất cả các Phật tử, cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta là tạo nghiệp. Thì cái trường hợp này là phải trả nghiệp quả sở khiên thành năng đào thị. Tức là không chạy được. Tự nhiên nó khiến như vậy. Nó khiến như vậy đó để mà mình chịu cái đó. Ở lại để mình chịu. Đó thì thầy nói tất cả những cái người này đó, cái lúc đó không có sáng suốt nữa. Gọi là mê lưu. Đó, đi vào trong con đường tà rồi. Thì từ cái sai lầm này tới cái sai lầm khác. Từ cái tội lỗi này dẫn tới tội lỗi khác. Cho tới cuối cùng ngập đầu. Tội lỗi ngập đầu rồi nữa thì chỉ còn có địa ngục thôi. Cho nên mê lưu khổ hải, rớt vào trong cái biển mê rồi. Thành ra không có biết cái đường nào mà ra hết. Thâm nịch tà đồ. Thì lúc bây giờ người họ bày cách này, suối cách kia, đủ cách hết. Cho nên rối bời, không biết cái cách nào thoát, để tới cuối cùng mình thọ cái quả báo. Trước ngã đam nhân, tức là phân biệt mình, người, cứ uống thố trực. Đôi khi đó là mình uống công, tức là uống công cái điều phải, mình cho là trái mà mình lấy cái trái làm phải. Lị sanh nghiệp chướng nhất thiết khiên vô. Cho nên đã tạo bao nhiêu cái tội lỗi rồi đó, bao nhiêu cái tội lỗi rồi, bây giờ cái quả báo nó đã tới, cho nên nhất định là phải khổ thôi. Ta nên ngưỡng tam bảo như từ bi, lịch nhất tâm như sám hối. Bây giờ nữa, mình mới cúi đầu xuống, mình xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng mở rộng tâm lòng từ bi ra để cho mình hết lòng mình xin sám hối. Cái này là tất cả các Phật tử chúng ta cứ nửa tháng đi về chùa sám hối một lần nữa. Tức là lại hồng danh nữa, là cái nghĩa này. Tất cả các Phật tử chúng ta khi muốn trở thành Phật tử thì Đức Phật dạy mình phải quy y. Có quy y tam bảo thì lúc bây giờ mình mới chính thức trở thành người Phật tử. Còn mình có đi chùa, mình cũng có lễ Phật, nhưng mà mình chưa có phát nguyện quy y thì mình chưa phải là chính thức là đệ tử của Đức Phật. Cho nên khởi đầu cái khi mà Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề rồi đó, Ngài mới tới cái Lộc Uyển thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trường Như. Đó là cái thời pháp đầu tiên mà Đức Phật nói về bốn cái thánh đế, tức là cái khổ của con người.
và cái nguyên nhân mà đưa tới cái khổ. Cái thứ hai đó là cái niết bàn của chư Phật và cái nguyên nhân dẫn tới niết bàn của chư Phật. Đó thì gọi là bốn cái chân lý. Và cái khi Đức Phật nói bốn cái chân lý này rồi thì Ngài Kiều Trần Như là cái người đầu tiên hiểu được. Hiểu được cái nguyên nhân tạo nên khổ, cho nên mình không tạo cái nhân khổ nữa thì cái quả khổ tự nhiên mất. Và tu tập 37 đạo phẩm thì tới cuối cùng chứng được Niết Bàn. Đó là cái pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy. Thì khi năm anh em Kiều Trần Như đã đắc quả A-la-hán hết rồi đó, thì Đức Phật mới bảo đó, từ đây về sau, nếu mà ai muốn trở thành Phật tử thì phải quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo có nghĩa là chọn Đức Phật làm thầy. Tức là mình xin quy y Phật có nghĩa là chọn Đức Phật làm thầy. Thứ hai đó là quy y Pháp có nghĩa là chọn cái Pháp Tứ Thánh Đế làm phương pháp tu hành. Tức là phải tận diệt cái nguyên nhân mà dẫn tới cái khổ và hạ quyết tâm mà tu để chứng được cái Niết Bàn. Đó gọi là quy y Pháp. Quy y Tăng thì có nghĩa là hòa hợp. Cái ban đầu đó là Đức Phật dạy chữ quy y Tăng này, chữ Tăng nó có nghĩa là hòa hợp, chứ không phải Tăng là ông sư. Mà đôi khi mình hiểu lầm Tăng là ông sư, tức ông thầy. Không phải. Tăng có nghĩa là hòa hợp. Cho nên Đức Phật nói là từ bốn người trở lên mà hòa hợp thì gọi đó là Tăng. Còn mặc áo sư mà ở một mình thì cũng không gọi là Tăng. Thì các Phật tử phải hiểu cái nghĩa chỗ này. Hòa hợp có nghĩa là tất cả đều phải hòa hợp với nhau, chứ không có được có những cái ý mà riêng rẽ. Mà khi mình có cái ý riêng rẽ đó thì coi như là phạm cái tội gọi là phá pháp, phá hòa hợp Tăng. Tức là phá hòa hợp Tăng, phá pháp đó, thì Đức Phật nó đọa địa ngục mà không có thể cứu được. Cho nên Đức Phật có một cái người em họ mà cũng đi tu, mà ông này rất thông minh, rất giỏi. Nhưng mà có một cái đó là cứ nghĩ rằng mình giỏi, mình thông minh, cho nên Ngài không chấp nhận ai hết. Vì vậy đó mà Đức Phật nói ông phạm cái tội phá pháp, dù ông có tu nữa ông cũng phải đọa địa ngục thôi. Đó là cái trường hợp ông Đề Bà Đạt Đa. Cho nên thầy đó mà từ cái hồi đi tu tới bây giờ đó, hơn 60 năm đó, là luôn luôn gắn bó với giáo hội, tức là tập thể. Cái này gọi là quy y Tăng. Rồi nó tùy theo giáo hội mà phân công làm cái việc gì đó nữa. Tại vì tập thể phân công thì mình làm. Cái này gọi là quy y Tăng. Tại vì gọi là Tăng sai. Cái việc này là của chư Tăng quyết định, cho nên mình phải theo đó mình làm. Cho nên khi mà mới thành lập giáo hội đó, thì lúc bây giờ đó là chư Tăng họp lại quyết định cử thầy làm trưởng ban hoằng pháp. Thì thầy nhận làm trưởng ban hoằng pháp suốt năm nhiệm kỳ 26 năm. Đến khi mà sắp sửa tổ chức cái Vesak năm 2008 đó, thì các hòa thượng ở trong giáo hội đó mới nói là thôi bây giờ chuyển thầy sang làm cái công tác quốc tế để đang lo cái việc này. Thì thầy vui vẻ mà nhận cái trách nhiệm mới. Như vậy có nghĩa là quy y Tăng. Tức là mình theo cái ý của tập thể chứ không có lấy cái ý cá nhân. Đó là trên bước đường tu của mình. Cho nên bây giờ nó ở trong cái đạo tràng Pháp Hoa của mình đây đó, thì tất cả các Phật tử của mình đó, đều y theo cái tập thể của mình quyết định. Mà đứng đầu là Thầy. Tức là đứng đầu là Thầy. Mà đa số chấp nhận theo như vậy thì mình cũng phải theo, chứ mình không nói ngược lại. Mà mình ngược lại đó thì mình phạm phải cái tội phá
phá hòa hợp tăng, cho nên mình có tội. Thì như vậy nó cái ý nghĩa ban đầu quy y thì chỉ có Đức Phật làm thầy và Pháp Tư Thanh Đế là Pháp, nhưng mà tăng là cái tập thể lãnh đạo, tức là lấy cái tập thể lãnh đạo. Mà Đức Phật nói đó là sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, không có Đức Phật trên cuộc đời nữa đó, thì tất cả quý thầy đó cũng nên họp lại với nhau mà quyết định mọi việc. Đức Phật là cho phép như vậy, là tại vì mỗi một thời kỳ thì nó lại có một cái thay đổi. Cho nên có những cái mà trong thời Đức Phật là Ngài biết mà Ngài không nói, tại vì chưa đúng lúc, cho nên Đức Phật không có nói. Nhưng mà cái thời sau đó thì nó phải thay đổi để nó tồn tại, cho nên Đức Phật mới hái một cái nhánh lá cầm ở trong tay đó. Đức Phật nói cái gì đó mà ta biết, gọi đó là chân lý đó, là ví như là lá trong rừng. Còn cái gì ta nói ra đó, thì cái này như nắm lá trong tay ta đây, tức là chỉ có giá trị nhất thời đó thôi. Mà có giá trị ở chỗ này thì nó lại không có giá trị ở chỗ khác. Nó có giá trị đối với người này thì nó lại không có cái giá trị đối với người khác. Cho nên các ngươi đừng chấp vào những cái lời nói của ta, mà cần phải suy nghĩ và tu tập ở trong pháp của ta để rồi phát triển cái trí tuệ. Phát triển trí tuệ cũng giống như là bây giờ đó, là các ông là mù, không thấy đường. Cho nên ta là người dẫn đường. Nhưng mà ta khuyên các ông á, là nên chữa cho cái đôi mắt mình sáng để mình thấy đường mà mình tự đi. Vì vậy đó mà ở trong kinh Đức Phật đó là tự mình thắp đuốc lên mà đi đó. Có nghĩa là chữa cái đôi mắt mình để mình sáng, mình thấy đường mình đi, chứ đừng để người ta dẫn mình đi hoài. Mà khi không có người dẫn thì mình không thấy đường thì rất nguy hiểm. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên tu. Thì bây giờ trong Kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật nói rõ hơn. Mặc dù Kinh Pháp Hoa, nhưng mà Đức Phật nói đó, là muốn chữa cái đôi mắt mù trước chân lý đó, thì phải dùng Tư Thanh Đế. Tức là bốn cái pháp căn bản đó là bốn cái vị thuốc hay, mà ai thực tập thì sẽ sáng mắt. Tức là hết phiền não, hết nghiệp rồi đó, thì trí tuệ sanh ra, thì chúng ta tự biết và tự quyết cái công việc của mình. Đó là trên bước đường tu hành, Đức Phật đã dạy như vậy đó. Cho nên từng bước mà Phật giáo nó phát triển lên, thì lúc bây giờ đó, mới ban đầu đó, thì mình chỉ có một Đức Phật thôi. Nhưng mà Đức Phật đó là không phải là chỉ có một mình ta là Phật thôi. Nhưng mà trước ta nó cũng có nhiều người tu hành thành Phật rồi. Và sau ta nó cũng sẽ có nhiều người tu hành thành Phật. Cho nên các ông, cái điều quan trọng nhất là phải quy y Phật. Có nghĩa là ai thành Phật thì các ông nên theo. Có nghĩa là ai sáng suốt thì các ông nên theo. Chứ không phải là chỉ theo mình ta thôi. Tức là ai mà sáng suốt, cho nên Đức Phật bây giờ hiểu cao hơn bước đó. Phật có nghĩa là sáng suốt, chứ Phật có nghĩa là trí tuệ. Đức Phật có nghĩa là sáng suốt, Đức Phật có nghĩa là trí tuệ. Mà ngay con người chúng ta đó, Đức Phật nó có cái hạt giống trí tuệ bên trong đó. Nhưng mà cố phát huy được cái giống trí tuệ đó. Mình học với Phật bên ngoài để mà phát triển cái ông Phật ở trong lòng mình á, để mình thành Phật á, này chính. Chứ không phải là suốt đời, suốt kiếp mà mình cứ lệ thuộc, không phải. Nương theo Pháp của Phật, tức là nương theo những người có trí tuệ để mà phát triển cái trí tuệ của mình. Nương theo người hiểu biết á, để mà phát triển cái khả năng hiểu biết của mình á. Cái này ta gọi là học Phật. Đấy. Cho nên mình học Phật, mình không phải là mù quáng, không phải là mê tín, không phải này. Tức là mình tin là tin cái người sáng suốt, cái người có trí tuệ để mình học theo. Giống như bây giờ đó, thì tất cả các Phật tử khi mình sanh ra, mình lớn lên,
thì cái việc đầu tiên là gì? Đi vào trường. Đi vào trường từ mẫu giáo cho đến tiểu học, cho đến trung học, cho đến đại học, cho đến trên đại học. Cho nên tới cái bằng cao nhất bây giờ ta gọi nó là tiến sĩ. Cái này là mình phát triển cái trí tuệ của mình lên, chứ không phải là mình cứ giữ cái mức từ hồi nhỏ mình dốt rồi mình cứ giữ như mãi mãi, không phải. Mình cứ lệ thuộc người ta, không phải. Nhưng mà theo Phật á, có nghĩa là phát triển lên. Thì bây giờ đó, đầu tiên á, Đức Phật dạy là không phải có một mình Ngài là Phật, nhưng mà trước Ngài cũng có Phật. Và hiện tại á, ở trong mười phương á, đều có Phật hết á. Chứ không phải có một Phật ở đây. Đấy. Cho nên á, là tất cả mọi nơi đó đều có Phật hết. Mà cái điều quan trọng đó là mình phải phát hiện ra được Đức Phật để mình theo. Thì phát hiện Đức Phật ra để mình theo có nghĩa gì? Đức Phật nó là thành Phật chỗ này có tên này, thành Phật chỗ khác có tên khác. Tại sao mà khác? Tức là tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái quốc độ, tùy theo cái căn tánh của chúng sanh mà Đức Phật hiện thân khác nhau để thuyết pháp khác nhau. Đấy. Cho nên Đức Phật nói là ở phương Đông đó, thì sao? Thì có Phật A-xúc. A-xúc bệ tức là tiêu biểu cho ánh sáng, phải không? Thành ra tiêu biểu cho ánh sáng. Nhưng mà phương Tây đó, là lại có Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là tiêu biểu cho phước đức. Đấy. Thành ra quý vị biết đó, là Đức Phật A-di-đà đó, thành Phật, mà Phật này là tiêu biểu cho phước đức. Tại vì đó, trước khi đi tu đó, là Đức Phật A-di-đà là chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương tức là phước đức. Thành ra Ngài là phước đức. Mà muốn chứng nghiệm phải là chuyển luân thánh vương hay không, phải là phước đức hay không đó, thì cái trường hợp đó, đó là phải thực tế trong cuộc sống để chúng ta biết. Hãy chuyển luân thánh vương là cái người đó, đó là gì? Người có phước đức. Mà cái người có phước đức đó, thì cái người đó, đó là được mọi người tôn kính. Thế là được mọi người tôn kính, cho nên đó, Ngài có cái tên gọi là vô tránh niệm. Vô tránh niệm tức là Ngài không có tranh chấp với ai hết, Ngài không có cái ý niệm mà hơn ai hết, nhưng mà tất cả mọi người đó đều coi Ngài là hơn hết. Cái quyết định của Ngài là đúng nhất, cho nên mọi người ta đều theo Ngài hết. Đó là cái Đức Phật A Di Đà, cái phước đức chỗ đó. Cho nên ta là người Phật tử thì ta không nên tranh chấp theo Phật dạy. Tức là cái phước đức nó quyết định, chứ không phải là cái tranh cãi hơn thua mà quyết định. Mà tranh cãi hơn thua để quyết định thì cái này là Đạo Bà La Môn chứ không phải Đạo Phật. Thành ra Đức Phật nói rằng khi Ngài Xá Lợi Phất còn làm Bà La Môn thì ở cái xứ Ma Kiệt Đà, tức là cái xứ Trung Ấn Độ bây giờ đó, là không ai có thể cãi qua Ngài Xá Lợi Phất hết. Nhưng mặc dầu đó Ngài Xá Lợi Phất là cãi hơn mọi người, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất không được giải thoát. Thành ra ở trong tâm lúc nào cũng phiền não. Cho nên tất cả các Phật tử thấy đấy, có những người họ rất là giỏi, rất là thông minh, nói rất là hay, nhưng mà không phải con người giải thoát, thì cái này mình cũng không nên tin và không nên theo. Vì vậy đó mà cái khi Ngài Xá Lợi Phất gặp Phật rồi đó, thì tự buông bỏ hết cái của mình đi, cái hơn thua phải trái này bỏ hết đi, thì lúc bây giờ được cái tâm an lạc và giải thoát. Mà khi được an lạc và giải thoát đó, thì Ngài không cãi với ai nữa hết đó. Thành ra ai nói cái gì nữa Ngài cũng nghe và Ngài chỉ mỉm cười thôi. Nhưng mà đại chúng cứ nghĩ Ngài Xá Lợi Phất là hơn hòm cái đầu, tức là không cần cãi, nhưng mà mọi người công nhận Ngài giỏi hơn. Cái này là Phật. Thành ra chúng ta học Phật là học như thế đó. Thành ra làm sao đó mà mọi người chung quanh họ chấp nhận chúng ta. Đó là cái điểm mà quan trọng Đức Phật dạy. Cho nên lúc bây giờ đó, cái học Phật này đó là Đức Phật nó cái chính đó, là phát triển trí tuệ. Cho nên cái bài sám quy mạng đó, mà hôm nay Thầy giảng cho quý vị đó, thì nó mở đầu bằng cái câu đó gọi là quy mạng thập phương điều ngữ sư. Đây nó không nói là quy y Phật mà gọi là điều ngữ sư. Điều ngữ sư đó, tức là một cái ông thầy, cái vị thầy
mà có khả năng điều phục. Ta nên có khả năng điều phục hết tất cả đại chúng, điều phục tự mình và điều phục đại chúng. Đó là cái trường hợp vị thầy. Cho nên điều phục mình là gì? Điều phục mình là khó hơn là điều phục chúng, phải không? Tại Đức Phật nó ở trên chiến trường có thể thắng ngàn ngàn quân giặc, nhưng mà đó không phải là chuyện khó. Tức là tự thắng mình mới là việc khó. Cái người mà tự thắng mình mới là việc khó. Tự thắng mình có nghĩa là tự điều phục. Tức là điều phục cái này nữa là thứ nhất là gặp cái chuyện đáng buồn mình không buồn, gặp cái chuyện đáng giận mình không giận. Mình không buồn, không giận, nhưng mà mình sáng suốt, mình tỉnh táo, mình thấy, mình biết hết, mình có một cách giải quyết mà tốt đẹp nhất. Đó là ở trên cái bước đường tu. Đây là Đức Phật dạy coi như một chân lý là chỗ đó, tức là hơn nhau chỗ đó. Cho nên khi đi tu thì Thầy chủ trương là không cãi với ai hết, không tranh chấp với ai hết. Thầy cứ nghĩ rằng cái gì đúng thì nó sẽ đúng, cái gì sai thì dầu có bào chữa thì tới cuối cùng mình cũng thua. Đó là trên những bước đường tu. Làm sao mà mình đắc quả, mình đắc được thánh quả thì Đức Phật đã giải quyết được hết tất cả mọi thứ. Còn bây giờ mình tranh chấp với người nữa, mình cãi nữa, mà mình thắng người ta đi nữa, nhưng mà trong lòng mình còn buồn phiền thì chính cái chỗ đó là thắng để rồi thua thôi, chứ không có, không phải là thắng. Đó. Cho nên trên bước đường tu, cái người tự điều phục mình. Vì vậy mà ai là cái người mà tự điều phục mình, cái người không hơn thua tranh chấp trên cuộc đời này thì tôi cúi đầu trước những người đó. Ở trên bước đường tu cái này là ta quy mạng, có nghĩa là cúi đầu. Cúi đầu trước những cái người mà họ tự điều phục được mình. Rồi đó, điều phục mình rồi đó, kế đó gì nữa? Tức là điều phục chúng. Điều phục chúng, tức là ở trong chúng nó thanh tịnh, nó trang nghiêm, thì cái chỗ này ta gọi là điều phục. Đó là ở trên cái bước đường tu, tức là điều phục chúng. Thành ra điều phục chúng là trước khi đó phải tự điều phục mình rồi. Cho nên tự điều phục mình rồi đó, thì bây giờ điều phục chúng nó dễ. Tại sao nó dễ? Là khi mà mình hoàn toàn tốt, mình hoàn toàn tốt, mình hoàn toàn trong sạch, mình hoàn toàn vì chúng, thì đại chúng sẽ tới với mình, sẽ tới với mình, sẽ theo mình, sẽ nghe mình. Đây là trên những bước đường tu. Cho nên sợ nhất là người ta theo mình mà mình không làm được cái gì cho người ta, chứ không sợ người ta không theo mình. Đó là theo Phật. Còn tà giáo ngoại đạo thì mê hoặc, dụ dỗ bằng mọi cách để mà thu hút mọi người về với mình. Còn Đức Phật nói là ngược lại, là sợ người ta theo mình mà mình không làm được cái gì cho người. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên tự điều phục mình rồi thì mọi người họ tự theo mình, giống như Đức Phật A Di Đà vậy đó. Cho nên Đức Phật A Di Đà là tự người ta theo, là tại vì người ta theo Đức Phật A Di Đà là đầu tiên người ta được an lạc. Vì vậy mà tất cả các Phật tử chúng ta là không nhất định phải theo Thầy, không phải. Nhưng mà mình tới với một vị đạo sư nào cũng được, ở trong mười phương, trong mười phương mà mình tới vị đạo sư đó, mình thấy cái tâm mình an lạc thì cái trường hợp này nên quy mạng, nên cúi đầu trước những người đó, mở rộng ra bước mình tu. Cho nên quy mạng thập phương đó, điều ngự sư, tức là tất cả những cái người mà có thể làm cho mình an lạc. Cho nên mình đang buồn phiền, mình đang đau khổ, mình đang tuyệt vọng mà lúc bây giờ tự nhiên mình tới gặp một cái vị đạo sư đó mà tâm mình đã được an lạc, thì Đức Phật khuyên là cái trường hợp này mình nên tới. Nên tới cái vị đạo sư đó, nên kính trọng. Chứ không phải là nhất định là tôi quy với Hòa Thượng Trí Quảng thôi thì tôi phải theo ổng, tôi phải chết sống với ổng, không phải. Đức Phật không biểu như vậy. Nhưng mà tới với bất cứ ai mà thấy tâm mình an lạc thì cái trường hợp này nữa là mình nên theo. Cho cái điều thứ hai nữa đó là gì? Tại vì được cái an lạc, nhưng mà còn thêm một bước nữa đó,
là cái người đó có trí tuệ để chỉ đường cho mình, chỉ cho mình tu, chỉ cho mình cái cách mà thoát ra khỏi cái khổ triền miên này. Trước nhất là cái khổ trước mắt, và sau này là khổ mà ở trong sanh tử luân hồi. Tức là giải quyết cái chuyện trước mắt của mình, rồi đã giải quyết cái chuyện những cái kiếp về sau nữa. Thì cái người nào mà vẽ ra cho mình con đường đi, mà mình bước theo con đường đó, cái lộ trình đó, mình thấy mình an lạc, thì cái trường hợp đó mình đi theo, đi theo cái vị đạo sư đó. Cho nên Đức Phật nó không phải là chỉ có một mình ta làm Phật, mà ở mười phương trong pháp giới đó, ở đâu cũng có Phật hết. Cho nên các ông mà khi chết rồi đã sanh tới bất cứ cái thế giới nào, mà nếu hay thấy chỗ đó có cái người mà làm cho mình an lạc là mình theo. Cái người đó có trí tuệ sáng suốt, chỉ dẫn cho mình một cách sống tu hành tốt đẹp ấy, thì mình cứ theo. Đó là cái bước thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta. Cái bước thứ nhất là Ngài nói là chỉ Ngài làm Thầy thôi, chỉ có theo Ngài làm Thầy thôi. Còn các cái chỗ khác ấy, thì nên tránh đi. Và nên theo cái những người mà tu hành chân chánh này thôi, còn những người kia không. Nhưng mà bước thứ hai là Đức Phật nó rộng hơn. Không phải có một mình ta làm Phật, mà tất cả trong mười phương nó có hằng hà sa số Phật. Chứ hằng hà sa số này nó là tại vì ngày xưa Đức Phật thuyết pháp hay ngồi trên bờ sông Hằng đó. Cho nên Ngài chỉ xuống sông Hằng, Ngài nói Phật có nhiều nhiều hơn cái số cát ở sông Hằng này. Chứ hằng hà sa số đó, tức là cái số cát sông Hằng, mà đem cái số cát này để thí dụ, cho nên nó có nhiều Phật. Vì vậy đó, mà các ông sanh ở đâu, nếu thấy có Phật thì mình theo, mình học để mình phát triển cái trí tuệ của mình được giải thoát. Chứ không nên đóng khung và cố chấp vào một cái pháp môn nào hay là một vị thầy nào đó. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên nó mở đầu bài sám này đó, khi mà mình lại Phật đó, mình gọi là quy mạng thập phương điều ngự sư. Có nghĩa là con xin cúi đầu trước mười phương, tất cả các cái bậc mà tự điều phục mình và có thể điều phục được tâm của người khác, tức là làm cho người khác hết buồn phiền, hết đau khổ, thì cái trường hợp đó con xin cúi đầu trước những người như vậy. Đó là cái câu thứ nhất mà mở đầu cho cái bài sám quy mạng. Đó ta gọi là quy y Phật. Quy Phật lúc bây giờ đó là mở ra thập phương Phật, chứ không phải một Phật nữa. Cái câu thứ hai là quy y Pháp. Diễn dương thanh tịnh vi diệu Pháp. Tức là ở trong mười phương các Đức Phật đó, mà nói ra cái Pháp vừa thanh tịnh mà vừa vi diệu. Cái Pháp thanh tịnh, thanh tịnh có nghĩa là khi mà cái người nghe rồi đó là thấy tâm mình được an lạc, tâm mình thanh tịnh theo, ta gọi đó là Pháp thanh tịnh. Hay là cái trường hợp đó, khi tâm mình thanh tịnh, mình mới tiếp thu được cái Pháp đó. Tại cái Pháp lạc của Đức Phật đó, ta dùng bốn chữ để ta nói. Chữ thanh tịnh có nghĩa là trong sạch, có nghĩa là yên lặng. Chữ vi diệu có nghĩa là nó thầm thâm mà ta không thể nào hiểu được, ta không thể nào cắt nghĩa được. Thí dụ như bây giờ đó, Ngài Xá Lợi Phất đang buồn phiền đau khổ như vậy đó, nhưng mà nhìn thấy Phật cái là tự nhiên phiền não rơi rụng xuống hết, đắc quả là hắn. Cái này không giải thích được, không giải thích tại sao mà có cái hiện tượng này, phải không? Thế nhiều khi mình học cả đời, mình tu cả kiếp mà mình không được. Đấy. Cho nên ở trong kinh bảo rằng Ngài Xá Lợi Phất khi mà nhìn thấy Đức Phật thì râu tóc rụng xuống hết, sâu tóc rụng hết. Thành ra các Phật tử nếu mà mình mê tín thì mình nghĩ đó, tự nhiên râu tóc Ngài rụng xuống, không phải. Chứ râu tóc này là tiêu biểu cho phiền não và nghiệp. Tiêu biểu cho phiền não và nghiệp. Cho nên tóc ở bên ngoài có rụng hay không rụng, chuyện này không quan trọng. Nhưng mà ở trong lòng đó, phiền não và nghiệp hết rồi, tức là sạch hết rồi, đắc được thánh quả La Hán, cho nên biết được hết tất cả mọi việc. Cho nên cái Pháp đó là cái Pháp thanh tịnh và di diệu. Tự nhiên nó có một cái công năng là rửa sạch cái nghiệp của mình. Cho nên Phật thì mới nói được cái Pháp đó. Cho nên ta tới với ai, mặc dầu nói hay là mặc dầu không nói, tại vì thanh tịnh là không nói.
Thanh tịnh yên lặng đâu nói được, ta đã không nói. Nhưng mà khi ta nhìn, ta thấy cái vị này là Phật, hoặc là ta nghe pháp, hoặc là ta không nghe pháp, nhưng mà trong cái lúc đó, tâm chúng ta liền thanh tịnh. Tâm chúng ta thanh tịnh, phiền não rơi rụng hết, thì cái này gọi là cái pháp thanh tịnh di diệu. Cái pháp này không giải thích được, không cắt nghĩa được. Cho nên cái pháp thật của Đức Phật đó là như vậy. Thành ra có những người mà bữa trước Thầy kể đó, Thầy nói là cái anh này anh cùng đường rồi, anh không còn cái cách nào sống hết đó. Anh nghĩ khổ sở quá rồi. Thì bây giờ anh chỉ tới anh lại Đức Phật Quan Âm thôi. Đức Phật Quan Âm này thì bằng đá. Mà thiệt ra Đức Phật này không ban phước cho ai được hết. Nhưng mà tại vì anh cùng đường rồi, cho nên anh hết lòng. Anh hết lòng, anh tin ở Phật. Thì tự nhiên anh lại Phật bằng cái tấm lòng của anh thì tự nhiên cái này là được Phật cứu chứ. Mà đâu phải ai lại cũng được cứu hết. Thành ra nghe đồn nữa, cái Phật chỗ này linh rồi tới đây lại, nhưng mà những người khác tới lại cũng có được gì đâu. Là tại vì tâm chúng ta không tốt, cho nên lúc bây giờ đó là cái kết quả của nó không tốt. Nên là tất cả Phật tử nên nghiệm. Cái này nó thanh tịnh, di diệu, không thể giải thích được, không cắt nghĩa được. Nhưng mà chính cái người đó tự nhận ra là cái điều lạ lùng ở trong cuộc sống của mình. Cái đó là cái pháp thanh tịnh di diệu. Cho nên Đức Phật thiệt thì lại nói được cái pháp đó, không phải là ngôn ngữ bên ngoài. Ngài Xá Lợi Phất thì cãi không ai cãi lại, nhưng mà ở trong lòng vẫn buồn, vẫn khổ. Nhưng mà khi gặp Đức Phật, Ngài chỉ kêu con tiếng thiện lai tỳ kheo, phải không? Thế nên tự nhiên là hết phiền não và trở thành sạch nghiệp. Cho nên cái pháp thanh tịnh vi diệu là như vậy. Vì vậy đó mà có khi đó các Phật tử mình về, mình ngồi yên lặng, mình không nói gì hết, nhưng mà sao mình niệm Phật, mình thấy tâm mình an lạc. Chính cái an lạc đó mới là cái pháp mà của Đức Phật cho. Còn mình tụng kinh, mình đọc sách nhiều á, thì cái này đôi khi nó lại phiền não nhiều. Đó là cái điểm quan trọng. Làm sao giữ cho mình cái tâm được thanh tịnh, mà có một cái độ cảm sâu về Đức Phật, thì được Đức Phật hộ niệm tới, mình tự nhiên tâm mình an lạc. Trên bước đường tu đó, cái này Thầy đã từng trải nghiệm rồi, Thầy thấy. Thế nên có những cái lúc mà Thầy cảm giác như là cái hoàn cảnh nó khó khăn quá, mình không thể làm được gì hết. Thì lúc bây giờ đó Thầy nhập thất, Thầy ở yên một mình thôi, Thầy không tiếp xúc với ai nữa hết. Thế nên chỉ có một cái tụng kinh và ngồi thiền thôi. Tụng kinh lại Phật và ngồi thiền thôi, một mình như vậy đó. Thành ra tự nhiên thấy sao trong lòng mình nó an lạc, thấy trong lòng mình nó yên tĩnh. Thì tự nhiên ở trong lòng mình nó yên tĩnh rồi đó, nó bừng sáng lên một cái ý thức mới, mà Thầy nói đây là Phật hộ niệm. Cho nên mình tu theo pháp Hoa được Phật hộ niệm, thì hộ niệm này đó là hộ niệm ở trên cái tâm của mình. Trên cái tâm mình, khi tâm mình thanh tịnh thì cái Phật lực sẽ truyền thẳng vào tâm mình, cho nên tự nhiên tâm mình nó bừng sáng lên, nó lóe ra một tia sáng mà để mình giải quyết những cái công chuyện trên cuộc đời này. Đấy. Cho nên cái khi mà mình gặp khó khăn thì cần thanh tịnh. Đấy. Cần thanh tịnh để rồi tìm được cái cách giải quyết tốt nhất, mà Thầy nói cái đó Phật hộ niệm cho mình. Cho nên khi mình quy mạng, tức là cúi đầu trước các Đức Phật ấy, thì mình sẽ nhận được cái pháp thanh tịnh vi diệu đó. Cái pháp thanh tịnh vi diệu đó, Đức Phật sẽ truyền đạt tới cái tâm của mình, để cho cái tâm mình được thanh tịnh, cái tâm mình được sáng suốt, mà mình quyết định hết mọi việc ở trên cái cuộc đời này, để khỏi có cái phiền lụy. Cái câu thứ ba là quy y tăng. Tam thừa tứ quả giải thoát tăng. Thế nên quy y tăng ở chỗ này đó, nó không phải là quy y mấy thầy nữa, nhưng mà đây nó có quy định, tức là tam thừa tăng và tứ quả tăng, phải không? Đấy. Cái hàng tam thừa là gì? Thành ra thinh văn tăng, duyên giác tăng và bồ tát tăng. Đấy. Thành ra ta quy ba cái hạng tăng này ta quy. Thành ra cái thinh văn tăng này nữa là những người mà học rộng, nghe nhiều và họ tu tập có kết quả,
Cho nên mình tới gần gũi cái vị này để mình học, mình tu theo. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, cái hạng Thanh Văn Tăng. Cái hạng Duyên Giác Tăng đó là họ không ở trong tập thể, trong tăng đoàn. Họ làm ở một mình, nhưng mà lại đó, là họ đã đắc thánh quả rồi. Cho nên tâm họ cũng thanh tịnh, cũng sáng suốt. Cái hạng thứ ba gọi là Bồ Tát Tăng, tức là những người hiện thân trên cuộc đời này đó để cứu khổ ban vui. Họ sống với mọi cái hình thức khác nhau hết, không có vị nào giống vị nào, ăn mặc khác nhau, việc làm khác nhau, nhưng mà họ là những người giải thoát. Thì quy định là giải thoát tăng. Giải thoát tăng thì nằm ở trong bốn quả của Thanh Văn. Thành ở đây các vị nên nhớ này. Tức là Thanh Văn Tăng thì căn cứ trong bốn quả Thanh Văn này mà ta đi theo, chứ không phải ai ta không theo hết. Tại ai ta cũng theo hết thì cái trường hợp này coi chừng ta mắc lầm. Thầy nhớ cái mùa hạ năm rồi, ở đây nữa, thầy nói là mùa hạ đầu tiên, cho nên thầy có mở cái khóa hạ ở đây. Thầy nói thôi mấy thầy ai muốn tu đi về để tu. Cho nên bây giờ đó cũng có một cái ông Sa Di mà xin về đây tu. Thầy hỏi giấy tờ đâu, ông nói giấy tờ con mất hết rồi. Thì thầy nhìn cái ông này, thầy thấy mặt mày thì trông cũng sáng sủa, nhưng mà tự nhiên cái linh tánh, thầy có cảm giác ông này không thật. Thì cái trường hợp này đó, ông có ở đêm thời gian rồi đó, làm những cái chuyện không tốt ở trong chúng, cho nên ở đây mình đuổi, không cho ở nữa. Thì cách nay tuần, nếu mà tất cả các Phật tử có đọc báo Giác Ngộ biết không, thì thấy có ông thầy mà lừa đảo đó. Ông thầy lừa đảo đó, ông này là dám giả chữ ký của thầy biết không, dám giả chữ ký của thầy, rồi dám khắc con dấu giả đó để mà bổ nhiệm trụ trì cho mấy thầy khác. Mấy Phật tử coi kinh hồn. Rồi đây giả con dấu của công an nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình khi mà mình thấy một cái ông thầy mang hình thức tu đó, thì đương nhiên mình Phật tử mình không dám chê, không dám nói. Nhưng mà phải cẩn thận, cẩn thận những cái người này. Tại vì mình không cẩn thận thì mình sẽ bị những cái người họ lừa dối, họ gạt, họ gạt mình. Họ thấy mình tin Phật, cho nên họ liền giả Phật. Cái này nó ở trong cái kinh bản sanh Đức Phật có nói, tiền thân của Ngài đó, có một lần Ngài làm con sư tử, có một kiếp đó Ngài làm sư tử. Mà lúc bây giờ đó, con sư tử này đó, nó được quy y với một cái vị cao tăng đó, cho nên đó, cái vị này khai ngộ, cho nên đó, cứ hai cái vị này khất thực về đó, thì sư tử đi ra đón, và đồng thời đó, được cái vị sư này đó mới xa đầu sư tử và chú nguyện. Cho nên lúc bây giờ đó, ông sư này đó lại ông đi cái chỗ khác rồi, thì có một anh thợ săn ảnh muốn giết con sư tử này để lấy cái bộ lông. Do đó mà ảnh giấu cung tên ở trong người ảnh, rồi ảnh mới mặc cái áo của ông sư vô. Mặc áo ông sư vô đó, thì sư tử thấy có cái hình bóng ông sư đó, thì sư tử cũng tới. Cho nên bị cái ông này đó dùng cung tên có thuốc độc đó, bắn ông sư tử chết đi. Chỗ này đó, Đức Phật dạy chúng ta nên cảnh giác. Nên cảnh giác những người giả dạng tu hành đó. Chứ không phải là nhất định mình thấy ông sư là mình phải theo mình cúng. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử nên biết. Mình chê thì mình không chê, mình nói thì mình không nói, nhưng mà mình phải sáng suốt một chút. Người Phật tử sáng suốt một chút, thấy cái người này thật tu thì lúc bây giờ mình theo. Cho nên cái thật tu là gì? Đức Phật nói là tứ quả Thanh Văn. Thì quý vị theo thì nhắm vô bốn cái này này theo. Cái vị nào mà đạt được cái quả thấp nhất ở trong bốn quả đó, gọi là quả dự lưu. Ta nêu quả dự lưu thì cái vị này nữa, họ không lệ thuộc vào đời sống vật chất nữa, họ không có cái nhu cầu về vật chất nữa. Cho nên cái vị nào ấy mà
xin mình, mượn mình, vay mình, nhờ mình á, thì mình nên suy nghĩ. Tại vì thiệt ra một cái vị mà đắc được sơ quả là không lệ thuộc vật chất, không cần vật chất. Cho nên cái này nữa là các Phật tử là nên cân nhắc. Bây giờ có một ông sư tới mượn tiền, mình suy nghĩ đây cái sư này mượn tiền mình, mà bây giờ mượn rồi ông làm cái gì ông trả. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà thầy cất chùa đó, có nhiều người đó cho thầy mượn, thầy đó mượn, thầy đó làm gì để thầy trả, phải không? Ở ngoài đó thì các Phật tử làm ăn, cho nên là khi mình chưa có thu nhập được thì bây giờ mình mượn, mình vay, rồi lúc bây giờ đó khi mình có mình trả lại chứ. Mà người tu là không làm chuyện này. Tại vì thầy cảm giác bây giờ thầy làm gì có tiền, cho nên thầy chỉ có cái nguyện thôi. Nếu ai có nhân duyên với cái ngôi chùa này thì Phật khiến họ tới hợp tác với thầy để làm. Cái này dứt khoát như vậy. Thầy không xin, không xin, không mượn, không vay. Cái này được. Còn vật tư đó, người ta nói thầy cần thì cứ ra thầy chở, mà giờ thầy làm đi, rồi chừng nào có tiền thầy trả. Thầy nói thôi, hay khi nào có tiền thì làm, còn không có tiền thì thôi chứ. Chứ bây giờ đó thầy chở đi, rồi cái trường hợp thầy không có tiền trả, mấy làm sao đây? Cho nên cái này không được. Đó. Cho nên trên cái nguyên tắc thứ nhất á, mà cái người nào đó mà không cần, phải không? Cái người nào họ không cần, họ không lệ thuộc vật chất. Không lệ thuộc vật chất á, thì cái trường hợp này đó, đó là điều thứ nhất mà mình nên quy mạng. Đức Phật dạy.